Mà chị này bả bị khờ khờ đó mấy bạn. Cho bả tiền mà nãy giờ bả đi mua cà phê uống rồi bả gặp ai bả cũng hỏi cây cầu này chừng nào gãy vậy. Giờ mình đã xây cầu này là cầu xịn luôn rồi, không còn là cầu tre. Cầu chừng nào gãy vậy chú? Dạ khó gãy lắm chị ơi. Khó gãy hả? Chừng nào chị đi cầu tre nó mới gãy thôi, giờ là xây cầu xịn luôn rồi. Chừng cầu đi cầu tre nó mới gãy hả? Dạ đúng rồi. Không thầy làm cầu xịn quá chi thầy ơi. Ai cũng muốn cầu gãy.